Sáng ngày 26 tháng 12, Hải đội 102 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 đóng tại xã Xuân Phổ, huyện Nghi Xuân, tỉnh Hà Tĩnh, kịp thời phát hiện cứu thành công hai thuyền viên bị chìm tàu trên biển. Trước đó, vào khoảng 17 giờ ngày 25 tháng 12, trong quá trình tuần tra kiểm soát tại khu vực đảo Hòn Ngư, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An, Hải đội 102 Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 phát hiện một tàu cá của ngư dân bị chìm. Các thuyền viên trên tàu đã phát tín hiệu yêu cầu cứu nạn khẩn cấp. Đến khoảng 17 giờ 20 phút, xuồng CSB 606 đã cơ động đến và tiếp cận được tàu cá, cứu được hai thuyền viên đưa lên xuồng đảm bảo an toàn. Qua xác minh, tàu cá bị chìm mang số hiệu NA70517TS. Trên tàu có hai thuyền viên do anh Nguyễn Khắc Thái, 38 tuổi, trú tại phường Nghi Hải, thị xã Cửa Lò, tỉnh Nghệ An làm thuyền trưởng. Thuyền viên còn lại là Đặng Văn, 45 tuổi, trú tại xã Diễn Hải, huyện Diễn Châu, tỉnh Nghệ An. Sau khi đánh bắt hải sản trên biển xong, tàu cá đang trên đường về cảng cá Cửa Hội thì bị mắc cạn, gặp sóng to đánh chìm. Thời điểm khi được cứu, tình trạng sức khỏe của hai thuyền viên có biểu hiện mệt mỏi, hoảng loạn. Cán bộ chiến sĩ xuồng CSB 606 đã kịp thời động viên tinh thần, chăm sóc y tế và đưa người bị nạn về bờ an toàn. Đến khoảng 18 giờ 30 phút, đưa hai thuyền viên bị nạn bàn giao cho trạm kiểm soát biên phòng Cửa Hội, đồn biên phòng cửa khẩu cảng Cửa Lò, Bến Thủy và Ủy ban Nhân dân phường Nghi Hải. Trước đó, vào ngày 22 tháng 12, cũng tại khu vực trên, xuồng CSB 606 thuộc Hải đội 102, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát Biển 1 đã kịp thời hỗ trợ cứu vớt thành công hai thuyền viên của tàu cá bị mắc cạn và sóng đánh chìm.